Xin chào tất cả mọi người. Hello everyone. Em tên là Dương Thanh Mai. My name is Đinh Ngọc Tường Vi. Em tên là Nguyễn Trần Thảo Vi. My name is Lê Trần Thanh Linh. Chúng em rất vinh dự khi được tham gia cuộc thi thiết kế sáng tạo sản phẩm công nghệ dành cho người khuyết tật năm 2024. We are very honored to participate in the 2024 Product and Technology Design and Creation Competition for People with Disabilities. Đến với cuộc thi, chúng em đã thiết kế, sáng tạo sản phẩm bảng chữ cái điện tử học tiếng Anh thông minh. Coming to the contest, we have designed and created a smart English learning electronic alphabet product. Bảng chữ cái điện tử học tiếng Anh thông minh. Smart electronic alphabet for learning English. Bảng chữ cái điện tử học tiếng Anh thông minh giúp trẻ mắc bệnh tự kỷ phát triển trí tuệ. Bằng những hình ảnh mô tả sinh động và âm thanh vui nhộn, trẻ sẽ dần trở nên năng động, hoạt bát, dễ dàng tiếp thu kiến thức và trở nên hòa đồng hơn với xã hội. Smart English Learning Electronic Alphabet helps children with autism develop intellectually with vivid descriptive images and fun sounds. Children will gradually become active, lively, easily absorb knowledge, and become more sociable with society. Hỗ trợ trẻ em tự kỷ có thêm kiến thức, hoạt bát, năng động và hòa đồng hơn với bạn bè, môi trường xung quanh, có thể phát triển, trau dồi tư duy, trí tuệ và khả năng tiếng Anh của bản thân. Support autistic children to gain more knowledge, be more active and sociable with friends and the surrounding environment, can develop and cultivates one's thinking intelligence and English ability. Sự tự tin học được trong lúc sử dụng bảng chữ cái giúp trẻ thoải mái nói chuyện trước đám đông, hô biến sự rụt rè thành tự tin vô cùng nhanh chóng. The confidence learned while using the alphabet helps children feel comfortable speaking in public, turning shyness into confidence very quickly. Tăng sự phối hợp giữa phụ huynh với nhà trường giúp cho con em chủ động hơn trong việc học tập, cảm thấy hứng thú với những kiến thức mới. Increase coordination between parents and schools, helping children be more proactive in learning and feel more interested in new knowledge. This is the end of our contest. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem. Thanks for watching. Bye.